Câu số 8 của bạn Nguyễn Thị Huệ. Thưa thầy, cho con hỏi thầy là mùng 1 Tết có cần kiêng kỵ việc quét nhà hay nên làm gì khác hay không ạ? À? Thế mùng 1 Tết nếu bạn dơ quá bạn tắm không? Ừ thì tắm, ừ vậy thì phải rồi. Nhưng mà ngày đó nhà mình dơ thì đương nhiên là quét chứ. Thật ra trên đời này khi mà chúng ta suy nghĩ ra những cái thứ cấm kỵ đó thì mọi thứ trên đời cái gì cũng có thể là cấm kỵ được. Mà con người sống mà nếu cứ phải bị ràng buộc bởi những thứ đó thì tự mình làm khổ lấy mình thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Thế thế giới ở bên ngoài như là ở Mỹ họ không biết cái nghe cái đó thì sao? Vậy ngày mùng 1 Việt Nam Mỹ nó có quét nhà không? Đương nhiên là quét. Mỹ nó có trước khi đi làm nhà nó có coi phong thủy không? Không. Nhà nó thích làm ngày nào nó làm ngày đó thôi. Tự họ đâu có quan tâm mấy chuyện đó đâu. Tại sao lại đất nước họ lại trù phú thế? Mấy trăm năm trước họ có biết gì về phong thủy không? Không. Tại giờ ở vậy tại sao đất nước của họ tốt vậy? Mấy trăm năm sau bây giờ là bắt đầu người Mỹ nó biết phong thủy. Thế là bắt đầu từ khi mà nó biết phong thủy tới giờ đất nước Mỹ có phải là tồi tệ hơn không? Đương nhiên là tồi tệ hơn. Chuyện đấy đâu có gì khó hiểu đâu. Ừ. Cho nên thế anh càng ràng buộc chừng nào anh càng gây ra bao nhiêu thứ tai họa cho chính bản thân mình thôi. Cho nên mùng 1 thích quét nhà, quét nhà. Hễ nhà dơ, quét. Không phải là mình thích mà tại vì nhà nó dơ, đương nhiên phải quét. Cũng giống như mùng 1 mà hễ mình người mình dơ, đương nhiên là đi tóc. Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn, ngày mùng 1 nếu như bạn té xuống sình, bạn bảo với tôi không mùng 1 mà cha mẹ con nói là không được tắm nha. Vậy thì cái người đó là bị tâm thần rồi. Đương nhiên là nên đi vô Biên Hòa hay là vô Châu Quỳ ở thôi chứ đâu có làm người được. Bởi vì một con người thì anh lọt xuống sình dơ thì đương nhiên là anh đi tắm. Ủa vậy nó ngày nó mùng mấy mà anh không tắm? Hiểu được cái điều này thì bạn sẽ thấy không có mùng 1, mùng 2, mùng 3 nữa. Cái chuyện cần làm à. Đơn giản không? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Nhưng mà chúng sanh không chịu hiểu. Chúng sanh chỉ thích tự làm khổ mình. Cái gì sướng họ không thích. Bởi vì sướng là một cái sự gì đó xa xỉ đối với chúng sanh. Chúng sanh không thích. Họ ngu si lắm. Cái gì mà làm họ khổ, làm cho họ đau đớn, khổ ải, buồn đau thì họ thích lắm. Ôi thôi là họ chạy, họ đi tìm đủ mọi cách để mà họ làm cho cuộc đời họ nó tan tác đau khổ. Mà tôi cũng không hiểu tại sao họ thích vậy. Còn cái gì mà sướng đó, mà ai chỉ cho họ cái cách để mà họ sướng đó, là họ nói, ô cái ông đó nói bậy á. Mình phải đi coi bói nè, mình phải đi xe linh đồng nè, mình phải đi cúng ma cúng quỷ nè, mình phải đi đền đi thần nè, đó. Tốn bao nhiêu là trăm triệu nè, bao nhiêu tỷ nè, ờ vậy thì vui. Rồi về than, ô tại đi cái đó nó tốn kém quá, ờ chứ ai biểu anh ngu anh đi. Ừ, họ làm việc ngu thì họ thích, mà cái việc gì khôn mà tốt á, là không bao giờ thích nha. Cái gì mà làm họ khổ á, là họ thích lắm. Còn cái gì mà làm cho họ sướng là nhất định họ không. Giống như tu để sướng, không. Đi đền, đi miễu, đi lên đồng, lên bóng, bị ma quỷ nó dụ gạt để tốn tiền làm lễ. Ôi, hạnh phúc, vui vẻ làm. Còn tự tu tập để hạnh phúc, không làm. Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu, chúng sanh là thế.